Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhữubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi, Hữu Bộ, xin chào cho anh em. Tôi, Tuấn Đó, xin chào cho anh em. Tôi, Đất Trời, chào lắm cho anh em. Tôi, Anh Tư, chào cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì mình có đọc được một cái comment như thế này các bạn ạ. Đây, anh em nhìn xem ở trên màn hình này. Nặng về giới thiệu khổ mấy thằng đứng bê, tại sao không vừa làm vừa giới thiệu nghe mà phát chán. Cái gì á? Đấy các bạn ạ, thì cái comment của bạn ấy bảo thế. Thì đây, hôm nay là anh em sẽ không phải bê nữa, thì không phải tội nữa nha cậu nha. Đây, anh em vừa làm luôn nha cậu nha. Một thằng thì đang làm bóc xả này, một thằng thì để gọi là nguyên liệu ở trên người này, một thằng thì đang bóc hành tím này các bạn này. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cái món hôm nay của anh em mình. Đấy, không biết là đã vừa lòng bạn ấy chưa. Ở đây anh em hôm nay không phải khổ, không phải đứng để bê nữa, mà được làm và làm. Đấy, anh em sẽ cảm thấy như nào ấy, thì một lát nữa mình sẽ hỏi anh em nha các bạn nha. Thì quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay ấy. Thì hôm nay là anh em mình có tìm mua được gọi là những con hà gai nha các bạn nha, hay còn gọi là những con hàu hương ấy, không biết là mọi người đã được thưởng thức qua chưa. Chị đây, mọi người thấy không, một mâm rất là nhiều luôn. Đấy, cái mâm này như một núi hà gai đang đè lên người đôi chè này các bạn này. Thì đấy, số hà gai này thì anh em mình chưa thưởng thức bao giờ các bạn ạ. Thật sự là mình cũng chưa ăn con hà gai này bao giờ, chỉ nghe hàu hương thôi. Hàu hương nhưng mà nguyên con thì cũng gọi là tươi sống như này thì cũng chưa thưởng thức bao giờ. Hôm nay là anh em mình quyết định làm một mâm như này để thưởng thức, thì mà thưởng thức món này mà để gọi là ngon trọn vị ấy, thì anh em mình sẽ đem đi để hấp với xả bia, xong rồi chấm nước chấm là thưởng thức được trọn vị nha các bạn nha. Đấy, thì sau khi mà anh em hôm nay ấy, vừa làm không phải đứng bê, không phải khổ nữa, thì anh em cảm thấy như thế nào? Anh ơi, em mỏi tay đau người lắm rồi. Các bạn đây, mình cái mâm này để bụng mỏi lắm rồi. Và mình làm thì cảm giác là làm phát ngủ luôn. Anh Tư, mình thấy thì đứng nó vẫn tốt hơn. Làm khó nạn. Đây nha các bạn nha. Thì bạn ấy bảo là sao không để gọi là vừa làm vừa giới thiệu. Thì đây, hôm nay mình thử cho anh em trải nghiệm một lần. Thì là hỏi thật anh em thích đứng hay là thích nằm để gọi là giới thiệu nào? Thôi bạn này, thôi đứng thôi. Đây nha các bạn nha, theo ý kiến của anh em là anh em đứng nha các bạn nha. Đó, thì anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem số hà gai hay còn gọi là hào hương này về để anh em mình hấp, xong rồi anh em mình trải nghiệm và cho mọi người biết cái hương vị của món hà gai này ăn nó như thế nào nha các bạn nha. Nếu anh em nào xem được clip này của anh em mình mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh rất là nhiều, ủng hộ anh em mình nhá. Được rồi, mấy anh em dậy đi. Bây giờ thì anh em mình sẽ cho số hà gai này vào để anh em mình bắt đầu hấp với cả bia xả nha các bạn nha. Thì trước khi cho vào hấp ấy, thì mình muốn hỏi anh em một câu là xem là ba anh em có muốn vừa làm vừa nấu không ấy? Thôi rồi các bạn ạ. Tức là ba anh em là sợ rồi. Thì đấy, có lẽ phải làm nguyên liệu ở ngoài kia không phải bê thì lại vất kiểu khác, mà bây giờ anh em chuyển thích bê rồi đấy. Bây giờ lên anh em lại quay về như cũ nha các bạn nha. Thì đây, anh em mình sẽ cho một lớp xả dưới này. Xong rồi anh em mình sẽ cho những con hà gai vào các bạn ạ. Ui, đầy luôn cái chảo mọi người ơi. Đầy luôn cái chảo rồi. Đấy. Đầy luôn cái chảo rồi. Đấy. Đấy, xong này anh em mình cho bia vào. Ui giời ơi, vội thế. Từ từ. Vội thế nhỉ. Anh mình cho hai lon bia vào để anh mình hấp nha các bạn nha. Hấp cái loại này thì cứ bia với xả này là thơm lừng luôn. Đấy, anh mình hấp chắc là vừa chín tới rồi. Anh mình chưa hấp loại này bao giờ, sợ nó quắt ấy mọi người ạ. Không biết là nó có quắt không nữa. Thì tí anh mình hấp vừa tới thì mới biết nó như thế nào. Thì bên này thì anh mình sẽ bắt đầu pha nước chấm luôn các bạn ạ. Nói chung là bát nước chấm Thái thần thánh của anh mình. Đây, anh mình cho ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Đây là loại ớt cay nha các bạn nha. Đấy, hành tím này. Hành tím anh mình cắt lát này. Dầu. Em cho thêm tí hành tím nữa không? Đấy. Thế mọi người, mình thấy là rất là nhiều anh em
khen cái loại nước chấm này của anh em mình thì cái chính của nó ấy, đó chính là cần cái nước mắm Thái nha các bạn nha. Nước mắm Thái là cần thiết nhất. Đây, cái nước mắm Thái này này mọi người. Đấy, thì nó tạo lên cái hương vị nó rất là ngon luôn. Đây, anh mình cho thêm một xíu nước lọc nữa vào. Xíu thôi em ạ. Đấy, bây giờ em đảo lên. Trời ơi, còn quên, còn thiếu một xíu đường nữa mọi người ạ, cho nó ngọt nha. Đấy, cái loại này thì chấm hải sản với cả mấy cái đồ ăn gói thì hết bài luôn. Nhìn thôi đã thấy bát nước chấm. Em cứ đảo mạnh nhé. Tuyệt vời. Đây mọi người ạ, đây là cái bát nước chấm của anh em mình. Đây gọi là thần thánh luôn mọi người ạ. Nước chấm này tí ăn thì hết bài luôn. Nhìn không đã thấy ngon rồi mọi người ạ. Bình thường là anh em mình sẽ dùng cái ớt giã ra, nhưng mà hôm nay là anh em mình cắt ớt, bởi vì ớt có nhiều màu ấy, nên là anh em mình cắt nha các bạn nha. Đấy thì là bây giờ đợi hà gai hào hương chín anh em mình đi thưởng thức luôn nha các bạn nha. Anh em mình đã hấp xong những con hà gai đây rồi nha các bạn nha. Thì trước khi mà thưởng thức món hà gai đấy thì mình muốn hỏi anh em là anh em có muốn nằm xuống để thưởng thức không? Thôi anh ạ, ngồi thôi anh, nằm trên mái tôn này nóng lắm. Đấy con ạ. Anh em bây giờ là không muốn nằm nữa rồi, chỉ muốn ngồi thôi nha các bạn nha. Đấy thì đây là những con hà gai này mọi người này. Mọi người nhìn thấy không? Rất là ngon luôn nha các bạn nha. Đấy thì là một mâm đầy ú vụ luôn. Và anh em mình sẽ chấm với cả bát nước chấm gọi là thần thánh này này các bạn này. Ui. Bên trong đó không? Huy được ăn con này bao giờ chưa em? Chưa đúng không? Đấy hôm nay được thưởng thức. Anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức luôn nha các bạn nha. Đây, đun chè bó bớt những này ra, bó sang một phía để cho anh em... Đun chè múc cho ít topping. Ui, mình mời tất cả các bạn nha. Múc cho Huy đi. Huy có chấm cay. Sợ cay đấy Huy ạ. Cay Huy ạ. Mình làm tí đấy. Nước rồi. Mình sẽ xem. Mình mời tất cả mọi người nhá. Thử đi xem được cay không, anh sợ Huy ăn cay ấy. Cay không? Cay không? Bắt đầu cay rồi ạ. Bắt đầu cay rồi. Thế sao cho nhiều ớt cay? Mời tất cả mọi người nhá. Anh ngồi chưa? Bóc cho luôn dừa con. Đây luôn dừa và chơi những con này. Đây luôn dừa và chơi những con này. Như cua mini ấy, em. Thế chắc là con ấy nó kẹp con cua mini ở trong đấy. Ủa, cầm nhầm mời bạn nha. Topping nước chấm kín luôn. Ăn được, ngon luôn. Ui. Sao lại tuyệt vời này nhỉ? Đâu, thì mỗi anh em thưởng thức một con rồi. Thì bây giờ hỏi anh em xem là hương vị của con hà hay còn gọi hào hương này nó như nào. Ngon lắm mày. Nó dai, giòn giòn. Dai giòn. Ngay một lúc thì thấy nó ngọt. Thêm topping chấm cái mắm Thái nữa thì đúng chấm hết luôn. Đây, nhưng mà anh cho nhiều bát nước chấm này cho quá nữa. Đây các bạn nha. Đây mãi phải ăn cái đây của anh thật hương vị ngọt lắm. Mình thử nguyên cái vị nhá, không chấm thử nguyên vị đi. Mình cũng sẽ thử nguyên vị xem nó như nào. Ui, ăn thử nguyên vị ăn cảm giác ăn nó giòn này, ngọt. Đây mọi người ạ. Nam cũng tới ngọt. Đây. Mình sẽ thử nhá. Mình mời tất cả mọi người nhá. Bám cua. Nhưng mà hình như cái vàng vàng này là gạch của phải không anh? Bịa. Bịa. Nói chung anh cũng không biết đấy là cái gì. Nhưng mà mọi người ạ, mình biết con này vì sao mà người ta gọi là con hào hương rồi. Hào thì anh em được ăn nhiều rồi đúng không? Con này nó có cái cùi, xong rồi ăn nó rất là thơm. Thì nên là chắc là người ta sẽ gọi là hào hương nha các bạn nha. Nó giống kiểu như kiểu cái cùi sật. Đúng rồi. Con gì ạ? Mà nó rất là thơm, ăn nó béo ngon lắm mọi người ạ. Ôi cái này con là đáp nhỉ. Ăn nó thơm lắm mọi người. Chấm cho Vi chấm ấy. Chấm cho chứ em có ăn được. Ngon. Phát topping ba con. Ừ.
phê. Mọi người ơi, ăn cảm giác giòn nó ngon lắm. Cảm giác ăn hào hương ngon vãi chưởng luôn mọi người ạ. Mình thấy người ta bảo, người ta gọi đây là con hà gai, nhưng mà có nhiều nơi người ta lại gọi là con hào hương. Nhưng mà đúng là ăn con này nó thơm thật. Cái vị nó giống giống con hào một tí rồi. Nhưng mà cái cùi nó lại dày hơn. Cùi dày. Ủa? Ăn cùi giống cùi con sò. Xong đôi luôn. Xong đôi luôn. Ăn cùi giống cái dạng cùi của mấy con sò điệp ấy mọi người ạ. Nhưng mà nó thơm lắm mọi người ạ. Giòn thật. Con này mất đấy rồi. Đâu bạn bê đó. Đấy, để đấy. Bạn bê đó. Đây mọi người, đây mọi người này. Những con ăn sống ngon. Hào hương. Đúng cái cỡ nhỉ. Nó đỏ đỏ như này, nó thơm này mọi người. Khuya để con mở đây em. Để em chưa cả. Mở rồi. Ui. Đây. Thì bắt tụi mình làm trường lấy à. Xoa. Dính hai mặt à. Vâng, dính hai luôn. Ăn nó bánh cuốn. Ừ. Con này ăn gỏi mà chấm thì ăn tuyệt vời đấy. Mà thơm ngon thật. Yếu là cái nước mắm Thái này ngon. Ngon thật, đúng, mắm ngon. Tạo lên mùi cái món thơm. Ngon thì cái mắm Thái này nó là gọi là nhất rồi. Hai con. Chấm đi, vị chấm đi. Wow. Hít cả nước luôn sẽ. Wow. Ngon, ngon hơn thịt bò không? Ngon hơn thịt bò không? Ngon hơn. Nhưng mình thấy cái loại hà gai hào hương này mình thấy khá là lặng vỏ nha các bạn nha. Thơm thơm. Quài tài mình. Úi dồi ôi. Từ ra quả ra man thật, toàn ớt là ớt rồi. Ui. Ngon. Mình sẽ toàn chấm một phát nữa các bạn nhá. Cay. Ngon rồi. Nhưng mà đặc biệt là cái vị của con này nó thơm nhỉ. Ui, ôi trời. Trời triple kill mọi người. Bây cho nước chấm vào nữa. Trời. Đây, qua ta kill luôn rồi. Qua tao rồi. Đây. Ui giời. Thiếu tí nước, thiếu tí nước, thiếu tí nước. Thêm tí nước chứ, khô quá, không thế khô quá. Đấy. Đúng bài luôn mọi người ạ. Ui. Nhưng mà công nhận con phê không? Nó đỏ ăn ngon luôn. Cay đấy mọi người ạ. Cái ớt này nó cay. Cái ớt này nó sẽ cay hơn cái ớt đỏ của mình ấy. Ớt này nó sẽ kiểu cay sọc luôn đấy. Ớt này là kiểu nó xanh đỏ tím vàng các kiểu màu mọi người ạ. Rồi, ngay một lúc ấy, thấy ngọt cực mọi người ạ. Rất là ngọt. Nó thơm ấy, mình ăn một hồi rồi mà nó vẫn còn rất là thơm nhỉ. Có con cẩn thận có sạn do vỏ hay là do nó ngậm ở trong miệng không biết nữa, nhưng mình thấy là có sạn nha các bạn nha. Chắc là do vỏ ấy. Huy như là nó chưa được ăn bao giờ nên là nó cứ nghiên cứu, nó bóc từng tí một, nó cắn nhay nhay từng tí một đấy mọi người ạ. Đâu anh xem à? À cái này là con nó là cái gì mà em cứ ăn đi. Cái này nó là cái kiểu gọi là nó ăn rong biển em. Đấy thì nên là người ta gọi nó là pịa đây. Bùi bùi đúng không? Bùi. Người ngậy ngậy. Ăn thấy bùi bùi ngậy ngậy không? Có. Ngậy quá. Bùi bùi ngậy ngậy. Nhưng mà cái ngậy ngậy thật. Bị ngậy phải. Đây. Đây nhiều quá to này không? Này. Đó. Tiếp. Để to trà bá. Đấy. Trứng trứng nó mình nhiều.
nếu như kiểu cái bánh quy cù vào á. Ừ, rồi. Nhìn kéo này là kéo hết nước chấm này. Đây, mình sẽ thử gọi là múc một ít nước chấm cho các bạn nhé. Chấm mắm thái với hành tím này. Chuẩn bài luôn rồi. Tôi sẽ múc cho một ít lên đây này. Đây, anh múc anh trước. Anh topping anh trước. Rồi. Mẹ múc được. Nói chung là con của mình ăn sẽ như này nha các bạn nha. Đây. Ui con này đỏ đỏ. Nhiều túc tinh. Ui. Hành tím các thứ, gia vị cái nước chấm này ngon lắm mọi người ạ. Mọi người ơi. Vãn lửa bát nước chấm luôn. Ngon quá các bạn ạ. Thật sự là nó ngon quá ấy. Ê, cái gì thưởng thức cái loại này cứ gọi là rút lưỡi luôn. Về nhỉ? À, thật anh em là hôm nay anh em thưởng thức mấy cái món này anh em thấy như là ngon này nhỉ? Ngon, xứng đáng đồ biển này tuyệt vời. Không phải, đây là kiểu lần đầu của anh em mình thưởng thức cái món này nha các bạn nha. Kiểu cảm giác nó ngon lắm luôn đấy mọi người ạ. Kiểu chưa được ăn bao giờ, hôm nay ăn kiểu nó thơm. Ăn nó mùi thơm kiểu lạ lạ nhỉ? Đúng rồi. Nó thơm có mùi hương ấy, chắc là người ta gọi là hào hương nha các bạn nha. Đấy, ngon mẹ. Thì anh em đã trải nghiệm cái món hào hương này và đã cho mọi người biết cái hương vị của nó như nào. Thật sự là nó rất là ngon nha các bạn nhỉ. Mà người ta bán phải nói mọi người là cũng rẻ rồi, nhưng mà để mà ăn ấy thì cái lõi của nó cũng không được bao nhiêu đâu. Một mâm đầy như vậy mà anh mình gọi là chén coi như là hết rồi, toàn vỏ là vỏ này các bạn này. Thì anh em mình đã thưởng thức thì cũng đã cho mọi người biết này. Đây, cái nước chấm của anh em mình thì lúc nào pha là phải ngon như này nha các bạn nha. Đấy, thưởng thức cũng đã cho mọi người biết cái hương vị của món hào hương này nó như nào rồi. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Thì anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều. Để anh em mình có những động lực anh em mình ra những clip khác hay hơn nha các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.